Vâng, xin chào các bác nhá. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và chúc video thì ngày hôm nay là ngày 1 đầu tháng. Thì ngày 1 đầu tháng em Đặng Tín Audio xin kính chúc tất cả các bác có một tháng mới sức khỏe dồi dào nhá, công việc thuận lợi nhá. Cả các bác đã theo dõi và ủng hộ em Đặng Tín Audio suốt thời gian vừa qua. Và như thường lệ, ngày 1 đầu tháng em Đặng Tín Audio sẽ xả sập sàn cho tất cả các bác, giảm giá kịch sàn luôn. Đẩy vang mic quản lý nguồn nâng tiếng với giá sập sàn nhất ngày 1 đầu tháng. Thì 1 đầu tháng vào hoan hỉ ủng hộ cho một ai nhá. 1 đầu tháng em vào em hoan hỉ. Đấy, 1 đầu tháng em chỉ cần hoan hỉ ủng hộ cho một ai. Và đến kênh em nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều. 1 đầu tháng bác nhớ ủng hộ, hoan hỉ ủng hộ cho một like nhá. Và em sẽ báo giá từng sản phẩm một. Đây, đi sẽ báo giá từng sản phẩm một luôn cho bác ngày hôm nay. Anh em nhớ ủng hộ cho một like nhá và theo dõi hết video cho em. Vì ngày hôm nay giá nó rất là rẻ, 1 đầu tháng rất là rẻ luôn. Và em sẽ đi báo giá từng sản phẩm một. Tránh các bác cứ tua nhá, đừng có tua, cứ xem hết video cho em. Rất là rẻ thôi. Đầu tiên đây, ngày hôm nay 1 đầu tháng em Đặng Tín Audio sẽ chính thức giảm giá tiếc các bác những chiếc vang cương lái số JBL S8 Plus. Đây có thể nói một dòng vang thực sự các bác nó quá là hay và được các bác săn đón rất là nhiều. Và đây là bản nâng cấp 2023, có đầy đủ cổng qua một tút, có EC giải mã. Con này vang này thì quá hay rồi, echo gì vật riêng biệt. Anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo thì quá tuyệt vời luôn. Và khẳng định trong tầm giá thì không có đối thủ luôn. Thì đằng sau chiếc vang đây, nó có đầy đủ cổng qua một tút này, 2 đường nhạc vào hoa sen này, con mic đằng sau. L và R là hai gia chính và đường ra súp. Và bác để ý rằng đối với dòng hàng cao cấp này, tất cả chân nó đều mật mạ đồng hết. Đó, nhìn chưa? Và đối với phiên bản vang JBL S8 Plus này có điều khiển từ xa nhá, có điều chỉnh to nhỏ từ xa luôn, rất tiện lợi. Và quan trọng nó rất là hay. Echo gì vật riêng biệt và nó hay như vang số luôn. Đầu tiên tôi nhỏ nhạc này, effect vang nhạc và tôi nhỏ mic. Và không muốn chỉnh ở đây thì quá đơn giản rồi. Bass chung một check của nhạc này, bass chung một check của mic. Và đây có thể echo và gì vật nó là riêng biệt. Đấy, echo gì vật riêng biệt luôn. Và giờ em sẽ alo thử cho bác nghe cái tiếng mic và con này chống hú cực kỳ tốt nhá. Đây bật tắt chống hú đây. Bây giờ em sẽ alo thử cho bác nghe cái tiếng mic và sẽ test cho bác nghe tiếng echo gì vật. Con này nó hay đến như thế nào nhá. 1 đầu tháng ủng hộ cho một like nhá, 1 đầu tháng có hoan hỉ ủng hộ cho một like nhá. 5 6 7 1 2 3 4 5. Đây là echo gì vật nhá. Cho anh em xem nghe tiếng gì vật này. Nó hay như vang số luôn. Tại sao nó hay như vậy? 5 6 7 1 2. Quá là mượt đúng không các bác? Và khi mình kết hợp giữa echo gì vật đây, thực sự một chiếc vang cơ vai số nó quá hay và quan trọng nó quá dễ chỉnh cho các bác luôn. 5 6 7. Anh về miền Tây, đừng quên nghe tiếng ai hò. 1 2. Quá là hay đúng không các bác? Và ngày hôm nay em xin báo giá ngày 1 đầu tháng nhá. Duy nhất giảm giá 5 chiếc ngày 1 đầu tháng thôi. Bác nào chốt hãy nhắn tin ngay cho em. Chốt vàng JBL với cú pháp là chốt vàng JBL, nhắn tin cho em. Giá chỉ có 1.250.000 thôi, 1.250.000 một chiếc vang cơ lai số như này có mua được nào. Chốt vàng JBL cho em ngày 1 đầu tháng, chốt vàng JBL với cú pháp là chốt vàng JBL, nhắn tin qua cho em. 1.250.000 em vào ship. Một chiếc vang cơ lai số nó quá là hay. Em khẳng định không hay giả lại, có được nhận hàng test thử không hay giả lại, riêng là tính bán hàng. Và đây có thể nói một trong vang quá hay thời điểm này. Echo và riêng biệt, anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo dùng gia đình quá tuyệt vời. Chốt với cú pháp là chốt vang JBL, nhắn tin với cú pháp là chốt vang JBL, nhắn tin qua cho em. 1.250.000 em bao ship. Em nói rõ 1.250.000 bao ship tặng cái rắc. Đấy. Ok chưa? Bắt đầu chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Và tiếp tục lên sóng ngày 1 tháng. Thì ngày hôm nay em sẽ chính thức bán cho các 3 bộ mic cực kỳ đẳng cấp của dòng Shure UR32D. Đây là một dòng mic rất cao cấp của dòng Shure, bản mới nhất 2023. Này em về được có một ít thôi, hàng thanh lý của nguyên hộp xốp luôn. Mic 4 dâu cho anh em làm sự kiện kẹo kéo và gia đình, sóng rất là xa và đặc biệt cái sao tiếng nó rất là đẹp. Thì đầu tiên có những cái về cái mặt thiết kế của dòng Shure UR32D nó quá đẹp, mặt gương toàn bộ nhá, hàng cao cấp hết. Và đằng sau đây, và tí cho bác xem cả cái tay mic của nó thì mới là đẳng cấp nhá. Con này sử dụng 4 dâu nhá, đây mic 4 dâu mic, đấy 4 dâu nhá. Rắc nguồn, rắc Sony và 20 rắc cá lông. Cho anh em nào có mixer làm sự kiện nhá. 4 dâu nên sóng rất là xa. Mặt quá đẹp. Và tay mic ở đây. Nếu anh em nhìn dòng Shure UR32D trước em bán rồi biết rồi, tay mic nó quá đẳng cấp, nó là máy tay mic chuyên nghiệp nhá, cầm nó quá sướng luôn. Và toàn bộ là tay rút nha, đây. Lễ pin nó là tay rút này nhá. Đây, toàn bộ là tay rút cao cấp. Anh em lưu ý đây là hàng xịn cao cấp, nó tay rút nhá chứ không phải những dòng tay thường bình thường nhá. Đây. Toàn bộ tay rút hết. Và ngày hôm nay 1 đầu tháng em bán duy nhất 3 bộ thôi, chia đúng 3 bộ thôi. Đây, tay rút nhá. Bao nhiêu này? Hàng cao cấp tay rút nhá. Và sao tiếng của nó thì quá là mượt luôn. Đây đủ phụ kiện chống lăn các bác, không thiếu cái gì. Và em sẽ alo cho bác nghe tiếng mic, và khi bật cái tay mic này này, bác nhìn cái đầu thu của nó đẹp như nào nhá. Đây bác nhìn chưa? Nó hiện vạch sóng và nó vẩy này. Tiếng nó mượt các bác, thực sự là cái sao tiếng nó quá là mượt và nó quá là đẹp. Anh về miền Tây, đường quê nghe tiếng ai hò. Thực sự một con mic 4 dâu cao cấp tay rút nhá, hàng đẳng cấp luôn. Và ngày hôm nay 1 đầu tháng em sẽ bán chiên đúng 3 bộ thôi. Và các bạn làm sự kiện kẹo kéo gia đình nó quá đẳng cấp. Bắt đầu chốt nhắn tin ngay cho em, chốt mic 32D. Mua đây là UR32D, chốt mic 32D. Con này mua ngoài thị trường là không dưới 3,5 triệu đúng không? Nhưng ngày hôm nay em bán duy nhất cho ba bác là ngay tay mùng 1. Chốt mic 32D giá 1.950.000 bộ mic này. 1.950.000 em bao ship. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt mic 32D duy nhất 3 bộ thôi. Một mic 4 dâu cao cấp, nó còn rẻ hơn cả mic bãi, anh em biết rồi đấy. Chốt mic 32D 1.950.000 em bán giá không lợi nhuận đâu, chiên quá ngày 1 tháng. Chốt mic 32D nhắn tin ngay cho em, 1.950.000. Một mic cao cấp của Shure đấy, 32D tay rút, nó quá đẹp và nó quá là hay nhá. Ok chưa? Còn duy nhất 3 bộ thôi. Bác nào lấy vụ nào nhắn tin ngay với cú pháp là chốt mic 32D, nhắn tin qua số điện thoại là có nhân viên chưa đơn. Em đừng bình luận trên video nhé. Bác nào chốt vụ nào hãy nhắn tin qua tin nhắn số điện thoại. Dọn chốt mic 32D 1.950.000 bộ mic này bao ship. Duy nhất 3 bộ ngày 1 tháng. Quá sốc. Rồi và tiếp tục lên sóng anh em luôn. Rất nhiều sản phẩm và thực sự nó rất là đẹp và quá hay luôn. Có vớ vào hộ cho một like nhé. 1 tháng có hoan hỉ cho một like và đăng ký kênh cho em. Tiếp tục lên sóng các bác ngày hôm nay những chiếc máy lưng tiếng lích bản mới nhất 2023. Và ngày 1 tháng sẽ bán xả chiên các 5 chiếc. Đây là dòng lưng tiếng cao cấp và thì có biết được trong bộ già mà hiện nay không thể thiếu một chiếc máy nâng tiếng rồi. Để nâng tiếng nhạc và tiếng mic, và đây là bản cao cấp nhất. Có đầy đủ cổng qua Bluetooth, có IC giải mã. Và con này sử dụng màn hình số rất là đẹp luôn. Thì đằng sau đây có đầy đủ cổng qua Bluetooth này, 2 đài nhạc vào này, 2 đài nhạc ra và đường ra súp. Và tất cả chân đường mã đồng hết. Toàn bộ là màn hình số hết nhá. Có đường cắt súp. Và như em biết rồi, bác mua một chiếc máy nâng tiếng này ngoài thị trường thì hiện nay không thể dưới 1.800.000, 1.900.000 được. Nhưng ngày hôm nay em sẽ bán chiên 1 tháng cho bác là muốn sở hữu một chiếc máy nâng tiếng cao cấp, tiếng cực kỳ hay khi có ghép bộ dàn nó nâng tiếng nhạc, cái mic này rất là nhiều. Với một mức giá rất là sốc ngày hôm nay em báo giá luôn. Bác nào chốt hãy nhắn tin ngay qua cho em, chốt nâng tiếng lếch cho em với cú pháp này. Chốt nâng tiếng lếch nhắn tin cho em giá chỉ có 980.000 một chiếc. 980.000 thì các mẹ không nhầm đâu. 980.000 một chiếc máy nâng tiếng lếch này. Bác nào chốt hãy nhắn tin ngay cho em, chốt nâng tiếng lếch 980.000. Em sẽ bao ship tặng giấy da cà lông. Bác nhận hàng test thử không hay giả lại, không cần phải đặt cọc, riêng bán hàng có biết rồi. Chốt nâng tiếng lếch cho em 950.000. Nó rẻ, thực sự nó quá rẻ bác ngày hôm nay rồi. Bác nào có nhu cầu hãy nhắn tin ngay cho em. Chốt nâng tiếng lếch cho em vì cái giá này thì nó thực sự bác là nó rất là rẻ. Không mua ở đâu được một con nâng tiếng như này với giá 980.000 thôi, em bao ship. Hàng full hộp shop luôn, bảo hành 1 năm. Tặng giấy da cà lông. Bản cao cấp đầy đủ cổng qua Bluetooth, có in sẻ mã. Nên bác nào lấy nhắn tin ngay cho em nhé, vì giá nó quá rẻ rồi. Chốt link direct cho em 980.000. Cơ hội không có nhiều, em nhắc lại là cơ hội không có nhiều đâu. Nên bác nào lấy vui lòng hẹn ngay. Giá nó quá là sốc ngày hôm nay rồi. 980.000 thôi, chốt link direct cho em. Rồi ok và tiếp tục lên sóng các bác. Những chiếc quản lý nguồn LS Logistic D0.8 ngày hôm nay. Thì như bác biết đây là dòng quản lý nguồn bản mới nhất và hay nhất hiện nay ngoài thị trường. Cao cấp nhất ngoài thị trường. Đây là dòng quản lý nguồn có lọc nguồn nha, xin lỗi bác nhá. Thì anh em đã biết rồi, bác làm sự kiện kẹo kéo gia đình thì không thể thiếu một chiếc quản lý nguồn này rồi. Nó rất an toàn, thực sự rất an toàn và tiện lợi các bác. Và đây bản cao cấp chính hãng là LS Logistic, bảo hành 2 năm, nó bán rất nhiều rồi. Đằng sau có 2, 4, 6, 8 ổ cắm, đằng trước 2 ổ là 10. Tất cả màn hình báo số vôn và có chế độ khóa cho em. Bật tắt từng cổng một được. Và dây nguồn đầu vào là bác nhìn yên tâm nhá về độ chịu tải nhá. Bác cắm 3 4 con đẩy đây thoải mái luôn, không vấn đề gì. Đấy. Và đây cho bác xem ruột gan con này. Con này là có toàn bộ, nó đều có lọc nguồn hết nhá. Đây tất cả đều lọc nguồn nhá, hàng cao cấp nhá, có lọc nguồn nhá. Tất cả mỗi đường ra đều có một cuộn lọc đồng hết. Và có 2 tụ lọc hai bên. Anh em nhìn đây là hàng cao cấp nhá, không phải những hàng rẻ tiền. Và có IC chống chập cao cấp luôn. Đây em nhìn này, nên điện áp đưa ra nó rất là sạch, không hiện tượng ù xè ra loa, và nó hàng cao cấp. 1 đầu tháng ủng hộ tâm like nhé, có 1 vào đầu tháng có ủng hộ cho em Đặng Tín sub like nào. Tất cả đều cuộn dây đồng các nhìn này, rất cao cấp luôn. Có 2 tụ lọc hai bên, hàng chính hãng được bảo hành 2 năm. Và ngày hôm nay em xin báo giá ngày 1 đầu tháng. Em khẳng định bác mua ngoài thị trường một chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn này không dưới 2 triệu. Nhưng ngày hôm nay em bán các bác là chốt nhắn tin ngay cho em, chốt quản lý nguồn NS. Với cú pháp là chốt quản lý nguồn NS em bán chỉ có 1 triệu một chiếc. 1 triệu một chiếc emo ship. Em khẳng định trên thị trường không một đơn vị nào có bán một chiếc quản lý nguồn chính hãng có đọc nguồn này bán 1 triệu cả. Chỉ có em Đặng Tín bán 1 triệu một chiếc emo ship, bảo hành 2 năm luôn. Có được nhận hàng về cắm thử không đúng như video giả lại, chốt quản lý nguồn S 1 triệu một chiếc nhá. Em khẳng định trên thị trường không một đơn vị nào bán một con quản lý nguồn có lọc nguồn chính hãng bảo hành 2 năm em bán 1 triệu cả. Nhưng bác nào có thực sự có nhu cầu chốt nhanh tay cho em, số lượng không có nhiều nhá. Chốt quản lý nguồn S 1 triệu bao ship. 1 triệu bao ship nhá, bảo hành 2 năm luôn. Tất cả đều cuộn hợp đồng hết, anh em nhìn nhá. Khẳng định con mục tất cả đều cuộn hợp đồng hết, 1 triệu bao ship, cực kỳ đẹp luôn. Dòng quản lý nguồn chính hãng này thì anh em nhìn này. Hàng LS Logistic thì quá đẳng cấp rồi. Đấy, bác nào lấy vui lòng nhắn tin ngay cho em với cú phát là chốt quản lý nguồn LS 1 triệu bao ship tận nơi, bảo hành 2 năm. Rồi và mọi chi tiết mua hàng liên hệ qua cho em 0916 957888 nhá. Và chào tất cả các bác. Bác nào nhu cầu liên hệ ngay cho em ngày 1 đầu tháng. Vì với mức giá ngày hôm nay em bán đấy các bác, nó là rất rẻ rồi, từ vang, từ mic, từ lưng tiếng đến quản lý nguồn. Nó rẻ nhất so thị trường rồi. Và chào tất cả các bác nhá.